anh em nha. Từ siêu đang đứng ở trên một chiếc xuồng, thì có nhờ chị này đi chèo một vòng để quay cho anh em xem rồi những cái cảnh mà bị mắc cạn đó anh em ha. Ghe còn bị mắc cạn rất là nhiều. Anh em hãy chờ xem nha. Mình đang đứng tại Larry, Bình Thuận. Hồi nãy là mình bắt đầu từ ở trong cái bến này đi ra ha, cho nó là ụ tàu. Thì đừng ghe cầu chiếc nha, cầu sim đó. Thì tên gọi nó như vậy đó. Thì nước rồng, nước còn rồng lắm các bạn, chưa có chạy ra ha, chiều chiều mới chạy ra. Đó, nhiều lắm. Cầu chiếc nữa, tùm lum hết trơn. Rồi thấy mấy anh này mới vô luôn nha. Ghe lưới nha các bạn. Chứ này cho máy à. Máy gì đây mà có máy cung pin hay gì đó. Nước rồng á, lòi chân dịch luôn. Rồi cầu chiếc kìa, nùi hết ha. Các bạn thích thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Tình tan. Clip này mình chia ra nhiều phần nha các bạn. Mang đàn giá lưới nha. Sống là nghề biển nha các bạn. Tại ở đây không có làm nông được nha. Làm nông không có được. Xứ là xứ biển rồi. Còn hai chiếc này mới vô luôn nha. Bình Thuận 97185 TS. Rất là nhiều nha các bạn, rất là nhiều ghe. Cung pin nha. Còn mắc cạn trên đó nữa kìa. Tiếu rồi chứ. Chiều nó mới lớn nha các bạn, cỡ 3-4 giờ đó. Rồi mấy ghe này mới đi ra nha. Lòi dung dịch lên luôn nè. Đó. Đủ ngành nghề hết trơn. Cái này ghe đặt ốc nha. Ốc mà dính tụt cho nha các bạn.
Nếu một lần các bạn đi đến mấy cửa biển đó, các bạn cứ thuê đò chụp hình này nó cũng vui. Rồi thấy một chiếc lưới mình chụp nha. Chiếc này cũng nhỏ, không có lớn đâu. Chiếc này khoảng 5m2 đổ lại thôi. Lái nhộng, lòi bánh lái luôn, con vịt chụp. Đi du lịch cái gì đây? Đi du lịch đây. Chiếc này là tàu cái nha anh em, nghề giã cào nha. Đây, bên đây nguyên vàng giã cào, cũng không có lắp keo, chỉ là sơn chống hà thôi, nước sơn thôi ha, đủ thứ hết trơn. Đó, lồi chân vịt luôn, thấy không, lồi bánh lái lên luôn. Chỗ này tàu đực nha anh em, tàu đực. Đó, tàu cái đây. Bên đây với đây cặp như nè. Rồi đây với đây cặp như nè. Lòi chân vịt lên hết. Các bạn nãy giờ nhìn ra mấy chiếc nào nhớ chiếc nào mới sợ. Trời ơi, quá nhiều đồ luôn đó nha. Đủ thứ luôn, màu hồng có, xanh đỏ tím vàng có. Đồ luôn hộp me hết á. Thế chuyện này nè, đó, kèo để mà đi quay cho các bạn xem. Đạp bằng dầu rồi nha.